trước nguy cơ bùng phát dịch tại Thiên Tân, Trung Quốc, sau khi phát hiện 20 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ 14 triệu người dân Thiên Tân, trong khi vẫn đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm trong thời gian tạm siết chặt kiểm soát dịch bệnh. Chúng tôi đã nhận được các yêu cầu và lịch trình thống nhất ngay sau khi có báo cáo về 2 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Cơ quan Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Thiên Tân đã ban hành thông báo khẩn cấp về việc tăng cường kiểm soát toàn diện việc rời khỏi thành phố này. Theo đó, người dân phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính và mã sức khỏe xanh trong vòng 48 giờ kể từ 24 giờ ngày 9 tháng 1, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát giao thông, kiểm soát chặt chẽ các con đường tiến vào Bắc Kinh, kiểm tra trọng điểm những người liên quan đến dịch bệnh, kiểm soát chặt việc nghỉ học của học sinh và giáo viên. Chính quyền thành phố Thiên Tân cũng đã tăng cường đảm bảo dồi dào nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm và bình ổn giá cho người dân trong thời gian tạm siết chặt kiểm soát dịch bệnh. Hơn 40 siêu thị và chợ sản xuất đã sẵn sàng nguồn hàng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Chúng tôi đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp đối với nguồn cung thị trường ở cả cấp thành phố và cấp huyện bằng cách nhanh chóng tổ chức việc cung cấp hàng hóa để đảm bảo cung cấp các nhu cầu thiết yếu hàng ngày trên toàn thành phố, đặc biệt là các cộng đồng đang được quản lý khép kín. Giới chức y tế lo ngại tình hình dịch bệnh ở Thiên Tân có thể gây rủi ro tới thủ đô Bắc Kinh do hai thành phố này nằm gần nhau và lượng người di chuyển qua lại đông đúc. Ngoài ra, dịch bệnh lây lan cũng có thể gây ảnh hưởng đến Thế vận hội mùa đông năm 2022, dự kiến sẽ diễn ra trong chưa đầy một tháng nữa. Trong ngày 8 tháng 1, Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 165 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 92 ca lây nhiễm cộng đồng và hầu hết ghi nhận tại Hà Nam, Thiểm Tây. Sự xuất hiện của biến chủng Omicron tạo ra những thách thức không nhỏ với nỗ lực ngăn chặn dịch lan rộng của Bắc Kinh. Đặc biệt là việc Trung Quốc đang dốc toàn lực để tổ chức một Thế vận hội mùa đông thành công, tạo uy tín đối với cộng đồng quốc tế. Tính đến ngày 8 tháng 1, hơn 1,21 tỷ dân Trung Quốc đã được tiêm đủ các liều vaccine ngừa COVID-19. Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 103.619 ca mắc COVID-19. Trong đó, số ca tử vong là 4.636 trường hợp.